Chuyện phím thầy tu Tác giả Toại Khanh Spring Summer Fall Winter And Spring Buổi chiều ghé ngang bưu điện. Ngoài những thư từ tạp nhạp, còn có một gói giấy mỏng như cuốn sách, không biết của ai gửi. Tôi quăng tất cả vào chiếc thùng giấy sau xe. Trên đường về, có một cú phone đường dài. Thì ra anh Dũng, một người quen đã lâu không gặp mặt. Anh nói vừa gửi cho tôi một cuốn phim và hỏi đã nhận được chưa anh nói lúc xem phim cứ nhớ đến tôi và bất chợt muốn nghe tôi chia sẻ đôi điều gì đó tôi không phải tín đồ của điện ảnh chẳng mấy khi xem nói gì là nghiện nhưng lúc xem xong cuốn phim đó xem và hiểu theo cách riêng của mình chẳng hiểu sao cứ bâng khuâng mấy giờ liền cuốn phim của Hàn Quốc Cái tựa thẩm thược Và nghe phát nản Spring Summer Fall Winter And Spring Và đúng như cái tựa Chuyện đời của các nhân vật trong phim Cứ từng bước phù trầm đổi thay Qua từng dấu mốc thời gian Hệt như bốn mùa trong năm Cả cuốn phim cơ hội chỉ nói đến hai người mà nổi bật có lẽ chính là nó nó hồn nhiên lớn khôn như một hòn cùi một cánh bướm một con nhái bén bên hồ sư phụ là tất cả đối với nó và chỗ ở của hai thầy trò có lẽ thơ mộng đáng vào bậc nhất thế giới một am gỗ xinh xắn và cổ kính nằm giữa hồ nước mênh mông Bốn bề là cây rừng và đá núi. Nó nghịch ngợm đáo để, nhưng cũng nhiều ngộ tánh. Có lẽ đó là lý do để sư phụ xem nó như chút bận lòng của ông giữa cuộc phù sinh nhất thiết giai không này. Nó lầm lỗi, ông phạt nó, dạy nó. Nó khóc một, ông đau mười, nhưng ông vui vì nó hiểu chuyện nhanh lắm và cũng giàu lòng nhân. Hai cái đó cộng lại cũng đủ biến nó thành ông thầy tu rồi còn gì. Dòng đời nhanh và gọn như từng mùa mưa nắng trong cõi nhân gian. Thoát cái, cậu bé kháo kỉnh ngày nào bây giờ đã ra một chàng trai trẻ vạm vỡ khôi ngô dù vẫn tiếp tục hồn nhiên tắm gội trong suối nguồn đạo tình thâm hậu của người sư phụ mà mái đầu giờ đã pha sương. Một chuyện nhỏ, nhưng lại là một biến cố lớn đã xảy đến với chốn thanh tu tịch mịch này vào một ngày có cách đàn việc ghé chân. Họ là hai người phụ nữ, một khỏe, một bệnh. Sau cuộc thương lượng đơn giản, cô gái mắc trọng bệnh kia được gửi lại chùa để uống thuốc núi cô ở lại một mình và sau dăm ngày lạ lẫm với nếp sống tẻ nhạt lặng lẽ ở đây cô đã tìm thấy một niềm vui mới vị sư già xem cô như một đứa con và chàng thanh niên vô tư lự kia đã đem cái hồn hậu của núi rừng mà đối xử với cô như một cô em gái thế rồi tiếp nối theo đó là những ngày vui bất tận của hai người con thuyền nhỏ của chàng đã đưa nàng đến từng bờ cây hốc đá Nơi đã một thời là thế giới tuổi thơ của chàng Để cùng nghe chim hót nước chảy Chàng lần đầu gặp mặt Và sống gần một người không phải sư phụ Và đó lại là một thiếu nữ có nhiều cá tánh Chàng đã chết ngất trong ánh mắt Nụ cười và cái giọng nói của người bạn mới đổi lại Cơn bệnh trầm kha của nàng đã bay biến đâu mất Và thay vào đó là một sức sống mãnh liệt Với một thứ ân tình khó gọi tên Đã kín đáo nảy mầm với ngay người bạn khác phái Vẫn gặp gỡ, rong chơi với nhau mỗi ngày Vào một chiều nắng quái bên hồ Giữa khung cảnh trời nước bao la gợi cảm Họ đất cuồng nhiệt yêu nhau ngấu nghiến quên mất người sư phụ bên kia hồ đang sửa soạn buổi kinh chiều. Chuyện vụn trộm giữa hai người dĩ nhiên không thể giữ kín mãi. Hôm đó, sau một cuộc vui cháy bỏng ngay trên con thuyền nhỏ giữa hồ, hai cô cậu đã hồn nhiên ôm nhau ngủ say, bỏ mặt sóng nước vô tình muốn đưa đẩy về đâu cũng được. Chẳng biết là cơn gió quái ác nào đã xô con thuyền tự trôi về phía am. Và người sư phụ đã nhìn thấy cảnh tượng mà ông tuyệt không ngờ được. Ông đã gọi hai người đến để hỏi thăm bệnh trạng của nàng. Và sáng hôm sau, đã buộc nàng rời am về phố. Nàng đã ra đi trong cái dõi nhìn đau đớn của chàng. Đạo tâm của gã tiểu tăng bây giờ chỉ còn là một bọt nước sẵn sàng vỡ tan hắn đã từ một phút rong chơi bến tục mà quên mất nẻo về bờ giác trách gì người trung hoa xưa giờ vẫn truyền khẩu câu nói tiểu hòa thượng miễn niệm phật mà lòng không có phật phật vẫn ngồi đấy thiên liêng trong ánh nến của ngôi cổ am nhưng trong mắt gã tiểu tăng kia giờ chỉ còn một bóng hồng áo lục đã khuất nẻo từ lâu mà đến tận buổi khuya này trường như vẫn còn lẫn quất đâu đây với một làn hương nhẹ nhàng mộng mị rạng sáng hôm sau lặng lẽ rời am với bức tượng phật cổ trên tay như chút vốn liếng trên đường đời trước mặt gã tiểu tăng đã bỏ am bỏ thầy lên đường không một lời chào gã đi theo tiếng gọi của vô minh nhưng tất cả những tình tiết nhiều kịch tính từ đầu bài đến đây Thật ra Chỉ là cái nền cho một nội dung nằm ngoài mọi dự tưởng Năm tháng lại trôi đi Như từng mùa xuân thu Người sư phụ ngày nào Giờ đã là một lão tăng quắc thước Một chân nhân thâm hậu đạo lực Và một cụ già hôm hem hẩm hiu Cùng lúc tồn tại trong một hình hài cồn cõi già yếu đó ông vẫn sáng sáng chèo thuyền vào xóm hóa duyên lặng lẽ mong manh trên con thuyền nhỏ giữa hồ như một cái bóng câm lặng sáng hôm đó mở gói giấy báo đựng bánh khất thực để chuẩn bị đồ trai ông bất chợt đọc được lệnh truy nã của nhà đương cuộc đối với một hung thủ sát nhân tinh đăng kèm ảnh ông lặng lẽ đưa mắt nhìn ra mặt hồ mênh mông như để cô nhớ lại khuôn mặt bồ bĩnh của cậu đệ tử bé xíu năm nào ông thấy hết biết hết nhưng không sao đổi khác chuyện đời rồi đúng như già sư già đã định liệu hắn đã trở về Cả đệ tử vô hạnh kia đã trở về ngôi cổ am đi gặp ông và mang trả lại thầy bức tượng phật ngày nào ông hỏi chuyện hắn khóc như đứa trẻ và trả lời không giấu giếm bỏ chùa ra đi ngày ấy hắn đã tìm gặp được nàng và lấy nhau hạnh phúc nhưng cái hồn hậu đơn bạc của núi rừng đã không cho hắn biết được cái mặt trái nghiệt ngã của chợ đời khi hắn thật ra không có được những gì mà nàng muốn tình phai rồi tình phụ nàng bỏ hắn để theo một người khác yêu cho nhiều để hận cũng lắm hắn giết nàng rồi tìm về với sư phụ như một phản ứng tự nhiên của đứa bé nhớ mẹ bây giờ hắn đã trở về đang ngồi đó đau đớn trước mặt ông chiều nay hắn khóc vì đã giết nàng, hận nàng. Như ngày xưa hắn đã từng khóc vì yêu nàng, xa nàng. Nhà sư già đã lặng lẽ và kiên nhẫn xoa dịu những cơn bồng bột ngu khờ của hắn, như vẫn xem hắn bé bỏng như thổi nào. Ông biết tất cả những gì phải đến, nhưng không thể sửa được chuyện đời. Ông chỉ có tấm lòng và tận lực thế thôi ông đã nuôi hắn từ bé nhìn hắn lớn khôn và vụn dại trước sau với hắn ông như một người mẹ già góc núi cưu mang đỡ nâng tha thứ và chờ đợi bao năm qua ông chẳng phải đã vẫn chờ đợi ngày hắn trở về đó sao chỉ vì ông hiểu ông biết và ông có cõi lòng một bà mẹ như đã đọc được một tương lai nào đó ông lặng lẽ pha mực rồi khẽ khàng chép lại từng chữ bài bát nhã tâm kinh ngay trên khuôn sân bằng gỗ của ngôi cổ am và vẫn bằng thứ khẩu lệnh nghiêm khắc ngày nào ông bắt hắn dùng chính con dao đã gây án kia để khắc lại từng chữ đại tự mà ông vừa phóng bút trên sân Hắn khắc chưa xong chục chữ, người ta đến đọc lệnh bắt. Nhà sư già bình thản như không. Ông nghiêm trang đề nghị họ hãy đợi hắn khắc xong bài tâm kinh. Như lời ông bảo đảm, chỉ một đêm thôi. Thời gian chờ đợi đó của mọi người, có lẽ là một trong những giây khắc đẹp nhất trong phim, đẹp và thật nhiều ý nghĩa. Sáng hôm sau Hắn bị áp giải lên đường Và bắt đầu những ngày tù tội Thời gian trôi đi bao lâu không ai nói được Nhưng rồi gì cũng qua Mùa đông năm kia Có một viễn khách phong trần ghé về cổ am Khách bồi hồi bước qua mặt nước hồ giờ đã đóng băng Và trước sau cổ am vắng ngắt như tờ nhìn ra mặt hồ bát ngát khách chết điếng khi nhìn thấy xác con thuyền xưa đang khuất trong băng giá với những vết lửa cháy nham nhở dở dang khách chắp tay cúi đầu như cố hình dung một chuyện cũ ngày đó nhà sư già đã âm thầm hóa thân ngay trên con thuyền với một mồi lửa ngay sau lúc tiễn biệt đứa học trò trên sân vậy là phút cuối hắn cũng đã trở về có điều là lần trở về muộn màng hắn về cho chính hắn sư phụ đã không còn nữa hắn quyết định lớn khôn lần nữa trước vong linh của người sư phụ mà hắn không còn cơ hội gặp lại dù đâu đó quanh quẩn trong ngôi cổ am lúc nào cũng có một con rắn lặng lẽ nhìn hắn như chứng minh như chia sẻ và cùng vui buồn sư phụ đó chăng hắn đã quay lại con đường mà ngày xưa hắn chưa từng bước đi dù nó luôn thuộc về hắn hắn trần trụi phơi mình trong băng tuyết để tạc tượng luyện công và sớm chiều hai buổi tụng niệm như thể không còn kịp nữa hắn đi tìm mình và cũng để gặp lại bóng hình của người sư phụ tình thâm tợ hại từng mẫu nến khuya những tiếng mỏ canh tàn hay trong chiều muộn đã từng phút giây đưa hắn trở về ngôi nhà ấu thơ với tất cả nỗi niềm thống hối bùng vỡ và giai đoạn cuối cùng của cuộc trở về ấy đã đến lúc hoàn mãn trong một buổi kinh khuya hắn bỗng nghe tiếng người gọi cửa chút bụi trầm luân đã rớt xuống bên hiên cổ am để đưa hắn lại cuối đường. Người thiếu phụ với đứa bé mũm mỉm trên tay đã tìm đến chùa giữa một đêm tuyết lạnh. Không sao nhìn thấy khuôn mặt của nàng. Ở đó, lúc nào cũng là một tấm lụa mỏng màu tím. Nàng là ai? Hắn tò mò muốn biết, nhưng đành chịu. Lo cho mẹ con nàng một chỗ nằm tạm trong cổ am một bên bàn phật hắn không biết phải làm gì hơn chỉ còn biết nhìn nàng và nghe nàng khóc giá mà còn sư phụ sáng hôm sau nghe tiếng trẻ con khóc bên ngoài hắn chạy vội ra sân chùa trên mặt nước hồ giờ đã thành băng ấy đứa bé không mẹ đang từng bước bò về phía cổng nơi hắn đã khoét băng làm một giếng nước dùng qua mùa đông hắn kéo cái xác người lên khỏi giếng người thiếu phụ đêm qua đã lọt chân xuống đây khi muốn bỏ con lại cổ am và một mình lẻn đi trong khuya đến bây giờ thì tấm lụa che mặt nàng đã có thể gỡ xuống hắn đã thấy gì đó vẫn là một ẩn số của câu chuyện chỉ trong một tích tắc câu chuyện ấu thơ của hắn từ mấy mươi năm trước bất ngờ sống dậy mãnh liệt với từng chi tiết nhỏ ngày đó thằng bé trong cổ am đã trốn thầy vào núi xuống hồ rong chơi như điềm báo của một định nghiệp nó đặc biệt thích thú trò chơi cột đá vào bất cứ con gì bắt được để xem con vật phải vất vả ra sao mà sống còn với một gánh nặng quá sức mình sư phụ đã phạt thằng bé đeo một hòn đá nặng trên lưng để hiểu được nó đã làm gì trên chúng sinh khác ngày ấy trong tâm tưởng một thằng bé đó chỉ là một bài học về hạnh từ bi nó đã biết khóc khi không kịp cứu sống con rắn đã bị nó cột đá nó cứ tưởng suốt đời mình sẽ không bao giờ tái phạm trò chơi độc ác đó nữa nhưng ngày trưởng thành biết yêu biết ghét nó đã làm ngược lại hắn lạnh người khi thấy rõ mình đã cột đá vào không biết bao người hai người thân thương nhất trong cuộc đời hắn đã phải vì hắn mà oằn lưng với những hòn đá nặng chết người lẽ ra hắn chỉ nên để mọi người kể cả chính hắn cùng được thanh thản nhẹ nhàng mà đi nhưng tất cả đều ngược lại bây giờ sư phụ không còn nữa hắn phải tự phạt mình để thấm thía tận cùng cái gì là vướng vít đè nặng thật có lòng tìm thấy một hình ảnh nào trong đời có thể bi tráng hơn thế hắn một mình kéo lê một hòn đá lớn Tìm lên đỉnh núi giá lạnh không người Trên tay Ông ghi bức tượng quán âm Một hình ảnh khốc liệt Tôi muốn gọi hắn lúc này Là một hành giả Một hành giả phát tượng lên ngàn Một hành giả Đang ngược nguồn để hành hương Giữa mùa đông cuộc đời Mà cũng là mùa đông tâm linh Nhạc phim lúc này cũng bất chợt trầm hùng vang vọng một thứ âm thanh xa vời mộng mị bài bát nhã tâm kinh trong giọng đọc tiếng hàn của người con gái nào đó như đi về từ một cõi chim bao với từng câu chữ xá lợi tử sắc bất dị không không bất dị sắc lần đầu tiên tôi cảm nghe dòng kinh bắc truyền đó thơ mộng và quyến rũ đến như vậy Theo từng bước lê chân nặng nhọc của hắn Qua những ngõ mòn sói đá Lời kinh kia như nương gửi gió rừng mà lan tỏa Phủ đầy một cõi huyền âm Tiếng kinh thấm đẫm lòng người Len vào từng khe đá, thớ gỗ Lời kinh làm rung chuyển mọi cõi miền không gian Đánh thức mọi mê lầm ngái ngủ cho tất cả cùng bật dậy một sức sống tỉnh thức. Biển khổ mênh mông mà quay đầu lại là bờ. Và bến bờ ấy đã hiện ra trong mắt hắn. Hắn cung kính, an vị bức tượng lên mộm đá trang trọng nhất trên đỉnh núi và cúi đầu chiêu niệm. Hắn đã bỏ lại tất cả gánh nặng trên từng dặm đường đến đây. Hắn đã diễn dịch thuyền nghĩa bài tâm kinh ra nhiều tâm ấn cụ thể giữa đời tha thứ can đảm bao dung thấu hiểu cưu mang và buông bỏ hắn muốn phát thai cho muôn loài tất cả những gánh nặng hắn sám hối và đáp đền cho vạn hữu đã cưu mang hắn trong đó sư phụ và người đàn bà đã đi qua đời hắn đang là hai giọt nước cùng hòa tan vào đại dương. Và lần đầu tiên trong đời mình, hắn bắt chợt thấu hiểu tận cùng câu minh chú ở cuối bài tâm kinh đó. Gate, gate, paragate, parasam gate, body, svaha. Lên đường, lên đường đi. Hãy qua sông để tìm về bờ bến khác hắn về lại cổ am và một mùa xuân mới lại bắt đầu trên chính cậu bé mồ côi vừa nhập môn bất đắc dĩ kia nó chính là hắn mấy mươi năm trước một chu kỳ mới một tuần hoàn mới mọi thứ lại tái hiện trong bối cảnh hồ nước tan băng hoa cỏ sung mãn hồ rộng núi xanh và mọi thứ lại bắt đầu ngoài kia nắng đã lên giữa một mùa xuân có rừng phong và núi đá xanh rêu trong cổ am con rắn già chậm rãi bò ngang bàn phật lặng lẽ thành kính